Osaka, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rồi thì ngày hôm nay sẽ tô màu bức tranh như thế này các bạn. Wow, bức tranh khá là đẹp đó các bạn. Bức tranh này là gọi bức tranh người lao động đó các bạn. Bức tranh này là cô chở rác các bạn, cô chở rác à. Vì cô kiểu như chở rác, đổ rác gì đây. Viền đất. Rồi ok, giờ đầu tiên mình sẽ tô những cái màu viền đất trước ha. Đó, ở dưới đây là cái đống rác của cô nè. Dưới đây là đống đất các bạn, đống rác kìa nè. Sẽ tô trước cái đống dưới đây trước ha. Rồi cái chân này thì theo cảm nhận của mình nó cũng có khá là nhiều chi tiết ấy. Cũng nhiều chi tiết nha mọi người. Ây cha, tôi nó dở lố lố ta. Ok, trên đây nữa nè. Đây thì nó cho mình tô cái đống đất nó cũng khá là ok các bạn. Rồi trên đây nữa ha. Trên đây thì nó có thêm một cái là tay nữa nè. Tay cầm nha. Tay cầm. Rồi tất cả mọi thứ đều đã ok chứ các bạn. Rồi cái màu này thì nói chung là chắc là xong rồi đấy. Đó, cái màu đỏ đất này coi như là xong rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tô cái dưới đây là màu xanh. Đó, màu xanh lá cây. Tô chiếc xe các bạn. Xe màu xanh lá cây. Cũng may chiếc xe màu xanh lá cây nó áp được những cái màu mình tô cứ như nó bị nhẹ các bạn, nó bị ấy ra. Áp được. Đó. Đây nữa. Nói chung nó áp được nên là nhìn cũng khá là ok luôn. Rồi. Mọi thứ đều ok la cả các bạn ơi. Đây. Nay nice thử luôn. Ok, tiếp theo sẽ là màu xanh, màu kiểu như xanh xanh đậm các bạn ơi. Xanh đậm thì mình sẽ cái cây nè. Màu này nó xanh đậm nữa, lắm các bạn ơi, đậm lắm nha. Màu này xanh đậm lắm. Màu xanh này chắc là mình nghĩ xanh đậm nhất trong đây của mình này. Rồi. Áo nè. Nói chung là anh em tôi ghi kỹ nha, coi chừng nó dính cái vào tay đó vậy, chúng ta bị căng căng vào đó thôi, còn nó căng ấy. Tôi ghi kỹ là được. Mình sẽ cố gắng mình tô xem nó cho nó không lem các bạn ạ, cố gắng thôi nha các bạn, nhưng mà đây mấy ông thật sự mình không biết nè, cố gắng tô thôi. Bức tranh này mà không lem đẹp lắm các bạn ạ. Đó. Rồi nay sợ các bạn ơi. Vô trong phòng lấy bức tranh nữa rồi bức tranh chưa tô á. Một bức là được. Rồi ok các bạn ơi. Chua thế nhờ, bức tranh này chua lắm anh em ạ. Một bức.
Rồi. Ok. Ok. Còn tiếp theo chúng ta sẽ tô cái nón nha bạn. Cái nón cũng khó đây. Cái nón cũng khó đây nha. Mình tô sao mà nó không có tôi sao mà nó không bị dướng mà được không? Rồi ok các bạn, cuối cùng cũng xong cái khẩu trang nha. Đây các bạn có thể xem nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết phần bô tai nữa các bạn. Đó, ok nha. Chúng ta sẽ giải quyết phần bô tai với phần nón nữa, coi như là tạm ổn ha. Phần bô tai thì nó cần một màu vàng các bạn. Bao tay mình sẽ cho màu vàng luôn ha. Đó, bao tay sẽ cho màu vàng. Khá đẹp luôn ha. Rồi, dắt vòng. Làm gì em khóc hả? Rồi ok, tiếp theo sẽ là màu đen nha các bạn. Mình sẽ giải quyết cái phần màu đen lên cho nó xong nốt luôn ha. Phần màu đen chúng ta giải quyết tóc nè, phần tóc luôn. Phần màu đen đây thì nó chỉ có phần tóc thôi. Rồi ok, tiếp theo phần nón nha. Phần nón thì sẽ màu của nó kiểu như màu cam cam các bạn. Ok, cho nó màu cam luôn. Cái màu mà giống cái chân hình vẽ thì thật sự mình không có. Làm sao cho cái màu mà nó khá giống này. Rồi ok các bạn. Đây, khá đẹp rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ tô cái quần nó coi như hoàn thành nha các bạn. Cái quần này chúng ta sẽ tô màu nâu ha. Ok, cái quần này là coi như xong ha. Quần tô cũng khá dễ ha. Rồi ok, khá đẹp luôn. Đây này sợ. Rồi video của mình đã kết thúc nha. Hẹn gặp tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.